Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật: Thế Tôn, một vị thầy thuốc thế gian có thể trị lành hết thảy những đau đớn thương tổn của chúng sinh hay chăng? Phật dạy: Thiện nam tử, đau đớn thương tổn ở thế gian có hai loại, một là có thể trị, hai là không thể trị. Với loại có thể trị thì thầy thuốc có thể trị lành, với loại không thể trị thì thầy thuốc không thể trị lành. Ca Diếp lại thưa hỏi: Như Phật nói rằng Như Lai đã trị dứt bệnh cho chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đà, nếu nói đã trị dứt, sao trong chúng sanh ấy vẫn còn những kẻ chưa được niết bàn? Nếu họ chưa được niết bàn, sao Như Lai nói rằng Ngài đã trị dứt bệnh của họ nên muốn đến phương khác? Phật dạy: Thiện nam tử, trong cõi Diêm Phù Đà có hai hạng chúng sanh, một là hạng có đức tin, hai là hạng không có đức tin. Hạng có đức tin là có thể trị. Vì sao vậy? Vì những người ấy chắc chắn sẽ được niết bàn, không còn đau đớn thương tổn, cho nên ta nói là đã trị dứt cho chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đà. Còn hạng người không có đức tin gọi là nhất xiển đà, như kẻ nhất xiển đà là không thể trị. Trừ hạng nhất xiển đà, còn ngoài ra ta đã trị dứt bệnh cho hết thảy chúng sinh, vì vậy niết bàn gọi là không có đau đớn thương tổn. Bồ Tát Ca Diếp lại hỏi: Bạch Thế Tôn, những gì gọi là niết bàn? Phật dạy: Thiện nam tử, giải thoát gọi là niết bàn. Ca Diếp lại thưa hỏi: Giải thoát mà Phật nói đó là hình sắc hay không thuộc về hình sắc? Phật dạy: Thiện nam tử, giải thoát cũng là hình sắc, cũng không phải hình sắc. Nói không phải hình sắc, đó là giải thoát của hàng thanh văn duyên giác. Nói phải là hình sắc, đó là giải thoát của chư Phật Như Lai. Thiện nam tử, vì vậy cho nên giải thoát cũng là hình sắc, mà cũng không phải hình sắc. Như Lai vì hàng đệ tử thanh văn mà dạy là không phải hình sắc. Bạch Thế Tôn, hàng thanh văn duyên giác, nếu không phải hình sắc thì làm sao có thể trụ? Thiện nam tử, như cảnh trời phi tưởng phi phi tưởng là sắc mà cũng không phải sắc, như ta nói là không phải sắc. Như có người vạn hỏi rằng, nếu cảnh trời phi tưởng phi phi tưởng không phải sắc, vậy chư thiên ở cảnh ấy làm sao đứng vững, làm sao đi lại tới lui? Ý nghĩa như vậy là thuộc cảnh giới của chư Phật, không phải hàng thanh văn duyên giác có thể biết được. Giải thoát cũng thế, là sắc mà cũng không phải sắc, nhưng ta nói là không phải sắc. Là tưởng mà cũng không phải tưởng, nhưng ta nói là không phải tưởng. Ý nghĩa như vậy là thuộc cảnh giới của chư Phật, chẳng phải hàng thanh văn duyên giác có thể biết được. Lúc ấy Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật: Thế Tôn, xin thương xót mà giảng rộng một lần nữa về ý nghĩa giải thoát của hạnh đại bát niết bàn. Phật ngợi khen Bồ Tát Ca Diếp: lành thay thiện nam tử, giải thoát chân thật là lìa xa hết thảy mọi sự trói buộc. Lìa hết thảy trói buộc tức là không có sanh ra, cũng không có sự hòa hợp. Ví như cha mẹ có sự hòa hợp mới sanh ra con, giải thoát chân thật không phải như vậy, cho nên giải thoát gọi là không sanh ra. Ca Diếp: Ví như đẻ hồ tự có bản tính thanh tịnh, Như Lai cũng thế, không do cha mẹ hòa hợp sanh ra nên bản tính thanh tịnh. Sở dĩ thị hiện có cha mẹ là vì muốn hóa độ chúng sanh. Giải thoát chân thật chính là Như Lai. Như Lai và giải thoát chẳng phải là hai, chẳng phải là khác. Ví như trong mùa xuân gieo các loại giống, nhờ khí trời ấm áp mà dần dần mọc lên, giải thoát chân thật chẳng phải như vậy. Lại nữa, giải thoát gọi là rỗng không tức là giải thoát tức là Như Lai. Như Lai là rỗng không, vốn không tạo tác, không có chỗ được tạo tác. Nếu là tạo tác thì cũng giống như những cảnh thành quách lầu đài. Giải thoát chân thật chẳng phải như vậy, cho nên giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát tức là pháp vô vi. Ví như người thợ lò gốm làm ra các món đồ, về sau ắt phải vỡ nát hư hoại. Giải thoát không phải như thế. Giải thoát chân thật là không sanh không diệt, cho nên giải thoát tức là Như Lai. Như Lai cũng vậy, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng già chẳng chết, chẳng bị phá hoại, chẳng phải pháp hữu vi. Vì nghĩa ấy cho nên nói là Như Lai nhập đại niết bàn. Chẳng già chẳng chết có những ý nghĩa gì? Già tức là thay đổi tóc bạc da nhăn, chết tức là thân thể hư hoại, mạng sống chấm dứt. Giải thoát không có những việc như vậy, vì không có những việc ấy nên mới gọi là giải thoát. Như Lai cũng không có tóc bạc da nhăn, không có những pháp hữu vi, cho nên Như Lai không có già, vì không có già nên không có chết. Lại nữa, giải thoát là không có bệnh. Nói về bệnh có 404 thứ bệnh, cùng mọi việc từ ngoài xâm nhập làm tổn hại thân thể. Đại niết bàn không có như vậy nên gọi là giải thoát. Không có tật bệnh tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai.
Vì Như Lai không bệnh cho nên pháp thân cũng không bệnh. Không bệnh như vậy tức là Như Lai. Chết tức là thân thể hư hoại, mạng sống dứt. Đại Niết Bàn không có sự chết, tức là thước cam lộ trường sanh. Cam lộ ấy là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Như Lai thành tựu công đức như vậy, sao có thể nói Như Lai là vô thường? Nếu nói là vô thường, thật không có lý. Thân kim quang này sao lại là vô thường? Vậy nên Như Lai không thể nói là mạng chung. Như Lai là thanh tịnh không có nhơ nhớp. Thân của Như Lai chẳng bị thai bào làm cho nhơ nhớp. Như hoa sen trắng, phân đà lị, vốn tánh thanh tịnh. Như Lai giải thoát lại cũng như vậy. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Cho nên Như Lai vốn là thanh tịnh không có sự nhơ nhớp. Lại nữa, giải thoát gọi là không còn các lậu hoặc. Những sự đau đớn, thương tổn đều dứt sạch chẳng còn dấu vết. Như Lai cũng thế, không có tất cả các lậu hoặc, đau đớn, thương tổn. Lại nữa, giải thoát gọi là không tranh giành. Ví như người đói, thấy kẻ khác ăn uống thì có ý muốn giành giật lấy. Giải thoát chẳng phải như thế. Lại nữa, giải thoát gọi là yên tĩnh. Kẻ phàm phu nói rằng yên tĩnh tức là cảnh trời đại tự tại thiên. Nói như vậy tức là sai trái, không thật. Sự yên tĩnh chân thật là giải thoát rốt ráo. Giải thoát rốt ráo tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là an ổn. Như trong vùng có nhiều giặc cướp, không thể gọi là an ổn. Trốn thanh bình vui vẻ mới gọi là an ổn. Trong sự giải thoát không có sợ sệt nên gọi là an ổn. Cho nên an ổn tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Như Lai tức là Pháp vậy. Lại nữa, giải thoát nghĩa là không có kẻ ngang hàng. Có kẻ ngang hàng là ví như một vị vua có những vua ngang hàng ở các nước láng giềng. Giải thoát thì không phải như thế. Không có kẻ ngang hàng. Ví như vị Chuyển Luân Thánh Vương, không ai có thể sánh bằng